Xin chào các bạn đã ghé xem kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải cái rubik 2x2 nha các bạn. Cái rubik 2x2 này cũng như các cái rubik nhiều tầng hơn nữa thì nó cũng theo cái quy luật màu quốc tế nha các bạn. Thì các khối Lewis lập phương này á thì quy định màu quốc tế là nó của sáu mặt này là nó có sáu màu nha các bạn. Các bạn khi mà cầm cái cục Lewis lên đó, thì mình sẽ quay cái mặt đỏ này về hướng mình nha, đối diện mình nhìn vô nha. Thì lúc này á, thì cái mặt trắng sẽ nằm ở trên nha các bạn, mặt vàng nằm dưới đó. Còn phía sau cái mặt đỏ này á, là mặt cam nha các bạn, bên phải là màu xanh dương và bên trái là màu xanh lá cây, và nó có cũng có ký hiệu của quốc tế nha các bạn. Như cái mặt trắng này nó ký hiệu là chữ U, chữ U á, tiếng Anh nó là up nha các bạn đó. Còn phía dưới đáy này nó ký hiệu là chữ chữ giờ, chữ D nha các bạn. Đây chữ down. Còn phía sau phía mà mặt trước này nè, phía mặt trước màu đỏ này nè. Hay gọi là mặt F nha các bạn. F F là chữ phong ốp đó. Còn phía sau cái mặt đỏ này là mặt cam đó, nó gọi là chữ B bò nha các bạn. Bây giờ nói tiếng Anh nó gọi là chữ B2. Còn bên phải là màu xanh dương này nè, ký hiệu là chữ R nha các bạn, là chữ RI. Bên trái là màu xanh lá cây, nó là LED, ký hiệu là L nha các bạn. Rubik 2x2 này nó không có tâm nha các bạn, nó chỉ có hai cạnh thôi. Ví dụ là tầng 1, tầng 2, mình dưới dưới điểm lên thì tầng lên đây tầng 2, ở trên là mình tính là tầng 1 nha các bạn. Tầng 1 nè, tầng 2 chỉ cạnh thôi, này là cạnh nó không có tâm nha các bạn. Đây là những cạnh thôi. Rồi mình sẽ tiến hành giải cục Rubik như các bạn, để mình sáo lên nha. Rồi. Trước tiên mình sẽ đi tìm một cái mặt trước nha các bạn, một mặt ví dụ mặt trắng trước nha các bạn, mặt trắng ở trên chữ mặt U này. Mình tìm một mặt trắng trên mặt U này và kết hợp với mặt trắng sẽ trùng với cái cạnh dưới nha các bạn để hoàn thành cái tầng 1 nha các bạn. Kết hợp mặt trắng và trùng các cạnh này để hoàn thành thêm cái tầng này. Ví dụ đây có cái trắng này nè. Trắng cam này xanh dương, giờ mình sẽ tìm cái màu trắng, đây có cam nha các bạn, trắng cam à, trắng cam nằm trên đây vậy mình sẽ đưa nó xuống nha các bạn. Phương pháp đưa xuống thì dễ lắm, mình có thể đặt như vậy cũng được. Quay về mặt trắng, quay về ở mặt F quay hướng mình nè. Đó, mình sẽ xoay xuống. Cái này nó xoay lên được luôn nhớ bạn. Nó xoay lên được luôn. Tại vì nó đang nằm mặt này á. Mình xoay lên thì nó trùng luôn nha các bạn. Đây nè. Cái này thì tìm một mặt này đơn giản nha các bạn, chủ yếu các bạn quan sát cái màu của nó đó. Nó được luôn nha các bạn, nó trùng luôn được hai cạnh nè.
đó, hai cạnh hai cái mặt này nè, nó trùng màu cam ở trên trắng này các bạn. Rồi mình tiếp tục tục tìm cái góc này các bạn, đây là trắng đi, trắng này phải trùng nữa, trắng trắng nè, đây xanh lá cây, đây phải là xanh lá cây đây nè, trắng xanh lá cây đây, mình sẽ đưa cục này lên đây nha các bạn. Mình sẽ đưa cái mặt trắng về hướng này nha các bạn, đối diện mình là mặt S các bạn, mình nhìn mặt trắng lên đó. Mình thẳng vô, mình nhìn thẳng vô cái mặt trắng này nè đó, và mặt xanh lá cây đây là nó nằm dưới đáy các bạn, lúc nào cũng vậy, cái cạnh trắng là đối diện mình sẽ đưa lên mặt này, và cạnh xanh này sẽ nằm đây nha các bạn, mình sẽ để như vậy. Ví dụ mình đang muốn đưa lên cái góc bên phải này thì mình sẽ né bên trái nha các bạn, để như vậy và né qua bên trái đó, chặn cái cạnh phải xuống rồi trả về bên phải lại và đưa lên đó, nó vô nha các bạn đó. Mình còn góc còn lại nha các bạn là cái này giống như nãy thôi, để trắng đối diện mình đó, trắng nó đang nằm đây thì mình để đối diện vậy các bạn, đang nó nằm bên trái này nha, nãy nằm bên phải giờ nằm bên trái, nằm bên trái thì mình né ngược về bên phải, dặn góc trái xuống trả bên phải về, dặn trái lên đó, hoàn thành xong cái mặt trắng rồi, và bốn cạnh xung quanh này nha các bạn, nó trùng màu bốn cạnh luôn rồi đó, mà trùng nhau này. Rồi tiếp tục mình sẽ đi tìm một cái góc trùng nha các bạn, một cái góc trùng mình quay thử coi có cái góc nào trùng không đó, mình đi hên là mình sẽ có hai góc trùng nha các bạn. Thì nếu mà ban đầu mình chưa có góc trùng nào thì mình sẽ đi tìm một góc trùng trước, sau đó mình tìm thêm một góc trùng nữa giống như vậy. Mã này nó may mắn là nó sẽ có hai góc trùng rồi, cho nên mình bỏ qua cái bước tìm thêm một góc trùng thứ hai nữa nha các bạn, tìm thứ nhất và thứ hai. Nó ra hai góc trùng này rồi, và nó cái mặt đáy nó có cái màu như thế này nha các bạn, nó mặt đáy là có màu như vậy. Tức là mặt đáy nó có hai màu vàng đây, và hai màu vàng nó nằm phía giống như là phía trước nè, giống như mình để về đi ở đằng sau của cái mặt xanh dương này đó, nằm đây nè. Màu vàng, hai mặt vàng nó nằm dưới đáy và hai mặt vàng nằm đây, và nó thỏa điều kiện là bên hai bên cạnh này á nó có hai cái màu trùng với cái mặt bên đây nhé các bạn đó. Đấy, giống như hai màu xanh lá cây này sẽ trùng mặt này đó. Nếu nó thỏa điều kiện này thì các bạn sẽ sử dụng hai công thức là sẽ hoàn thành luôn nha các bạn. Công thức mình sẽ để trên cái màn hình các bạn sẽ nhìn thấy nha. Mặt đáy là nó ra như vậy đó, này mặt trắng mặt đáy nó đây, hai màu vàng là nó trùng rồi các bạn. Thì mình sẽ xoay cho hai góc này nó quán đổi cho nhau rồi nó lật lại đó, đỏ nó sẽ nằm đây nè, rồi xanh nó nằm bên đây, cam nó nằm đây và xanh nó nằm bên đây, là sẽ hoàn thành nguyên cục như vậy. Ở bước này thì các bạn sẽ đổi cái mặt u nha các bạn đó, ví dụ giờ không hồi nãy mặt trắng là mặt u nha các bạn ở trên, bây giờ mình sẽ chuyển đổi là mình sẽ cho rồi cái này mình vẫn để mặt trắng này, mặt u cũng được được, nhưng mà trường hợp này là làm được, mặt trắng vẫn để mặt u để theo về hướng này, nhưng mà mặt xanh á là mặt F nha các bạn, nãy là mình để mặt đỏ mặt F, giờ nó quay mặt xanh là mặt F nha các bạn, để cho hai cái màu vàng này ở đằng trước,
mặt B. Đó. Xanh là ở mặt F này các bạn, này mặt B bị bò. Và mình sẽ áp dụng công thức là R phẩy D phẩy RD L D phẩy R phẩy D nha các bạn. Đó là công thức thứ nhất là mình vay cạnh này. Đó. Sau đó mình xây cạnh màu xanh dương trước, sau đó mình xây cái cạnh cam này là công thức LD L phẩy D phẩy rồi R phẩy D L D phẩy nha các bạn. Công thức mình sẽ để trên màn hình các bạn sẽ thấy nha. Đó. Bây giờ mình sẽ đặt cái rubik như vậy. Mặt xanh dương sẽ đối diện mình nha các bạn, là mặt F. Như vậy thì mặt xanh dương là mặt F. Còn mặt ở đằng trước này là mặt B nha các bạn, B bò đó. Còn bên phải á là R nha các bạn, đó. Bên trái là mặt L, ở dưới là chữ D nha các bạn. Đó, mình sẽ áp dụng công thức đầu tiên. R phẩy D phẩy RD. R phẩy là quay xuống nha các bạn. Theo chiều kim, ngược chiều kim hồ. Phẩy là ngược chiều kim hồ nha các bạn. Các bạn muốn biết là sao nó thuận chiều hay xuôi chiều, có thể bạn nghiêng cái mặt này qua thì đồng hồ nó sẽ dây hướng này là cùng chiều và ngược ngược chiều đó là hướng này. Đó, mình đưa lại mặt này mặt R, R phẩy là tức là dẫn xuống nè. Đó, sau đó D phẩy là dẫn dưới đáy nè. Đó, mình lắc lên coi thì đồng hồ nó sẽ quay hướng này và ngược ngược chiều là quay hướng này, tức là D phẩy là quay quanh đây. Đó, quay qua trái. Đó, sau đó là R phẩy D phẩy rồi R đã lên lại như vậy rồi D lại. Đó, tiếp theo L là quay lại lại đây nhé các bạn, đây cùng chiều. Đó, mình nghiêng qua coi. L tiếp tục D phẩy R phẩy rồi đẩy xuống dây như vậy. R phẩy và tới D. Đó. Đó, nãy mình quay cái mặt xanh dương này rồi, mình quay qua mặt cam mình tiếp tục công thức. L là quay lại nhé các bạn, đây nè. L D L phẩy trả về nè, L phẩy rồi tới D phẩy R phẩy D L lại quay xuống nha, D phẩy là quay về thế này. Đó, chúng ta đã hoàn thành nha các bạn. Đó, chỉ hai công thức thôi, đơn giản dễ hiểu các bạn. Clip sau mình sẽ cũng giải 2 x 2 này, mình sẽ giải theo cái trường hợp đặc biệt khác nha các bạn. Thì nãy thì nó có hai cạnh trùng rồi, mình sẽ dây tiếp sau mình sẽ phá và sẽ vô trường hợp là có thể là chưa có cạnh trùng nào đó thì mình đi phi một cạnh trùng nha các bạn, để nó hên là nó ra hai cạnh trùng thì mình giải bước cuối luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Xin chào các bạn.